A à, Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 35 của Mao Sơn âm dương môn. Hãy nhớ ủng hộ A à Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 229. Lưỡi đào lạnh như xương Nếu như cắm vào trong máu thịt Thì đầu tiên hẳn sẽ là lạnh lẽo cả thân thể Sau đó mới là mang đến cảm giác đau nhói kịch liệt Thân thủ của lão thái thái này Rất nhanh Động tác lại khỏe mạnh lưu loát Hoàn toàn không giống như cái tuổi tác này của bà ta Mà Lô Tiểu Bắc đưa tay Bị lão ra ra kia giữ lại Lực lượng cũng rất là mạnh Có chút nằm ngoài tưởng tượng của Lô Tiểu Bắc Lô tiểu Bắc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Lúc ấy cũng không biết làm sao, mắt thấy mũi đau của lão thái thái chuẩn bị đâm thẳng vào trong người. Trong tình thế cấp bách, sự tình duy nhất có thể làm đó là dùng toàn lực liều mạng dẫy giụa khỏi lão đầu tử, hất mạnh một cái. Bởi vì trọng lượng của lão đầu tử dù sao cũng có hạn, cho nên Lô tiểu Bắc vừa vặn xoay người hất lão về phía mũi dao. Con dao gầm sáng loáng kia phốc một tiếng đâm thẳng vào sống lưng của lão đầu tử sau khi dao đâm vào lô tiểu bác cảm giác là bị ghìm chặt kia cũng nới lỏng ra hắn xoay người đẩy lão đầu tử kia ra cùng lúc đó giơ đèn pin trong tay ánh sáng loang loáng chiếu vào con mắt của lão thái thái đúng như dự đoán bị đèn pin chiếu lão thái thái theo bản năng giơ tay lên chặn ánh đèn lô tiểu bác cũng thừa dịp này đi lên tung một cước trực tiếp đá thẳng vào ngực của lão thái thái Lão thái thái cả người ngã văng về đằng sau, lăn lông lốc ở trên đất, ôm ngực thở hổn hển. Chỉ một chốc lát một trận ho khan kịch liệt, sau đó không thấy động gì nữa. Cứu! C cứu! Ở bên cạnh Lô Tiểu Bắc truyền đến tiếng kêu cứu, cứu khàn khàn. Quay đầu sang mới phát hiện, lão đầu tử hộc máu, cố gắng ngẩng đầu lên, tựa hồ như là xin Lô Tiểu Bắc cứu lão. Lô Tiểu Bắc cau mày, liền vội vàng hỏi các người rốt cuộc là ai Vì sao lại hại ta 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 Hộp ngọc thiểm Lão đầu tử vừa nói chuyện Theo bản năng Còn muốn đưa tay vồ lấy cái hộp Lô Tiểu Bắc giật mình Hiểu ra điều gì Hiển nhiên hai lão quái vật này Hẳn là người ở địa phương này Bọn họ cả đời sống ở đây Bọn họ cũng không biết thân phận thực sự của Tiết Hồng Nhưng bọn họ có thể biết được Tiết ra có một cái hộp gọi là hộp ngọc thiềm cho nên lúc lô tiểu bắc nói với bọn họ là hắn tới đây để lấy đồ cũ bọn họ khả năng cũng đã nghĩ lô tiểu bắc đến đây muốn lấy cái hộp ngọc thiềm dĩ nhiên sau khi chắc chắn một điểm này bọn chúng liền lặng lẽ đi theo lô tiểu bắc vấn đề này vậy là rõ chính là bọn họ biết nơi đây có ma quỷ lộng hành và có vẻ như cũng rất sợ ma quỷ cho nên mới đi theo lô tiểu bắc đến đây giải thích duy nhất còn lại đó là bọn họ có biện pháp hô quỷ hoặc có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi âm hồn phải biết những người sống lâu ở trong nông thôn phần lớn đều là những người dày dặn kinh nghiệm huống chi lúc này bọn họ bị cám dỗ bởi kim tiền xem tình huống này cũng có thể hiểu được không những vậy theo như lô tiểu bắc suy đoán một đôi lão yêu quái này trước đó khả năng cũng đã đến đây không biết bao nhiêu lần mục đích chính là tìm cái hộp đáng tiếc là bọn họ không thể tìm được nói thật ra cái này cũng chỉ có thể trách được là vận khí bọn chúng đen đổi dù sao cái hộp ngọc thiềm này cơ quan đơn giản như thế chỉ cần kéo một cái dây điện lên sẽ rơi xuống nhưng bọn họ căn bản là không có mở điện rốt cục là do có tật giật mình thường nghĩ có tên trộm nào vào nhà người ta mà lại bật sáng đèn đâu cuối cùng cũng chỉ là trách tại mệnh bất quá mặc dù bây giờ họ đã tìm được cái hộp ngọc thiềm nhưng cũng phải ăn thiệt thòi lớn đừng nói đến lão đầu tử này có khi phải chết mà lão thái thái kia cũng chưa chắc đã sống được điều quan trọng là bọn họ cho dù chết cũng không có liên quan gì đến lô tiểu bắc hắn cũng chỉ làm sự tình cần làm nhiều lắm là lão thái thái kia tỉnh lô tiểu bắc báo công an nói bọn họ vào đây ăn trộm sau đó chém giết lẫn nhau nghĩ đến đây lô tiểu bắc đắc ý lắm trong lòng tính toán một chút sau đó quả quyết đá văng tay của lão đầu tử ra đi tới trước mặt của lão thái thái cúi nhìn bà ta bà ta đã ngất khóe miệng cũng đang dây máu hình như là bị một cú đá của lô tiểu bắc gây nội thương một cước vừa rồi không chừng là đá gãy biết bao nhiêu cái xương sườn của bà ta đây lô tiểu bắc yên tâm biết trong thời gian ngắn lão thái thái này cũng không có tỉnh lại cũng không có uy hiếp quá lớn cho nên hắn thoải mái bà để cho bà ta không có cách nào tỉnh lại liều mạng đem cái hộp ngọc thiềm nặng mấy chục cân đặt lên trên ngực của bà ta sau khi chèn nép xong lại còn lau hết toàn bộ dấu vân tay ở trên cái hộp một lần xong xuôi tất cả mới sai người ung dung bắt đầu tìm cửa vào hầm ngầm ở dưới đất bây giờ có thể tưởng tượng ở trong phòng nhỏ một người nằm trên đất là một thi thể của lão thủ lĩnh chảy đầy máu ở một bên khác là một lão thái thái Bầu không khí tuyệt đối Làm cho người ta cảm thấy nhàn nhã Thế nhưng Nếu như mà ngẫm lại Đối với người bình thường Thì quả nhiên là đáng sợ May mà Lô Tiểu Bắc gan lớn Ấy vậy mà vừa nhìn Cũng không tránh khỏi có chút run rẩy Muốn xem xem Nhanh chóng tìm cửa đường vào mật thất Lô Tiểu Bắc nhòm ở dưới gầm giường Ở dưới tủ Tìm mấy chỗ một hồi Thậm chí còn cố sức đem kéo cái kệ sách ra nhưng cũng không có phát hiện gì cả cảm giác nơi này không có tầng hầm sau đó hắn vô kế khả thi trong lúc giận mình ngẩng đầu lại thấy mơ hồ có một dấu hình người màu đen lô tiểu bắc hiếu kỳ liền leo lên trên giường đưa tay sờ sờ cái dấu kia sờ một bên mới cảm giác trên tay lạnh lạnh dấu người kia nhanh chóng biến mất lại là quỷ ở trong vách tường sau nghĩ tới đây lô tiểu bắc Dường như hiểu ra điều gì, không ngoài dữ liệu Học phòng ngầm ở dưới đất khẳng định Chính là ở trên vách tường này Trong lòng đó có tính toán Lô Tiểu Bắc cẩn thận kiểm tra vách tường Chỉ một chốc lát sau hắn phát hiện ra vấn đề Đó chính là ở trên tường Mơ hồ Có một vùng tương đối sạch sẽ Tựa hồ như hay được người ta chạm vào Tiếp theo, Lô Tiểu Bắc đã có tính toán Đưa tay sờ một cái Phát hiện bờ tường kia có cái khe hở rất nhỏ nhưng lô tiểu bắc cảm thấy buồn rầu là vì cho dù hắn cố gắng đẩy như thế nào thậm chí dùng chân đạp bờ tường vẫn không có nhúc nhích trong lòng gấp gáp nhìn bốn phía tầm mắt nhìn lên cái hộp ngọc thiềm đang đè trên ngực lão thái thái lô tiểu bắc với lấy cái đèn pin để ở đầu giường để cho nó chiếu sáng sau đó đem cái hộp kia đẩy tới nghiến răng nghiến lợi đập thẳng vào bờ tường chỉ nghe bốp một cái đập rất mạnh sau khi nghe được tiếng vang kim loại Nhìn lên vách tường Thì lún vào một cái hốc Lộ ra là một mặt kim loại Hiển nhiên bờ tường này chỉ là giả Ở bên trong trống không Tuyệt đối đây chính là cửa hầm Chẳng qua là Lô Tiểu Bắc không biết mở nó ra ở đâu Muốn tìm cơ quan không được Cơ quan khẳng định là bố trí quá tinh xảo Ẩn giấu rất kỹ Lô Tiểu Bắc là quyết định trực tiếp Phá vỡ bức tường này Cũng may là tường kim loại này cũng không có quá dày. Lô tiểu bắc dùng cái hộp kia tiếp tục đập mạnh mấy cái. Quả nhiên ở bên ngoài hiện lên màu chóc sơn đen. Cuối cùng mặt tường kim loại kia đã bị lô tiểu bắc đập cho méo mó. Hắn bấu vào cái mặt kim loại rúm gió kia dùng sức lôi mạnh. Trong nháy mắt một cái hốc đen xì xì hiện ra. Hắn đã tìm được đường vào mật thất. Thấy tình trạng như vậy trong nội tâm của lô tiểu bắc vui mừng tiện tay gạt qua cái tấm kim loại kia quay người lại lấy đèn pin chỉ là ngay trong nháy mắt quay người lại bất ngờ thấy một đôi mắt như cá chết đang nhìn chằm chằm đằng sau lưng của mình lô tiểu bắc cả kinh theo bản năng lui về đằng sau giật mình lúc nhìn lại mới phát hiện chính là lão thái thái nọ bà ta đã tỉnh hơn nữa còn đang đi sát tới đằng sau lưng của lô tiểu bắc bất quá lô tiểu bắc cảm giác có cái gì không đúng Biểu tình của bà ta lúc này chỉ độn Sắc mặt xanh men mét Thân thể cứng đờ Rõ ràng đây là biểu hiện của trá thi Cũng may Lô Tiểu Bắc cũng không có quá run sợ cương thi Theo bản năng Muốn cắn chót lưỡi một cái Muốn phun ra một ngụm thuần dương huyết Thẳng trên mặt của lão thái thái Chỉ thấy lão thái thái chậm rãi Nằm xuống dưới đất Rồi sau đó lại trở mình Cố gắng trồm dậy Bỏ tới phía của Lô Tiểu Bắc làm sao đây trong lúc nhất thời lô tiểu bắc cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra hắn nhảy lên trên cái giường một tay cầm đèn pin chiếu sang bên lão thái thái dường như thấy bà ta như là một con rắn từng chút từng chút trườn tới bên cạnh của lô tiểu bắc lô tiểu bắc nóng này vậy ở trong tầng ngầm kia tình huống là gì mà tựa hồ như lão thái thái lại muốn chui vào trong đó Bà ta cứ như vậy bỏ vào bên trong Bị linh căn kia cám dỗ Liệu rằng có phải gây ra điều gì đó Lô Tiểu Bắc cũng không có chống cự được Thừa dịp chân còn chưa có bước vào Hắn quả quyết nhảy xuống dưới Túm chân của lão thái thái kia lôi ra ngoài Lão thái thái Giống như là người sống từ thanh triều Tuổi cũng phải đến bảy tám chục Bởi vì đã từng trải qua xã hội phong kiến Cho nên Bàn chân rất nhỏ Toàn bộ cũng chỉ có mười mấy cm Bất quá là giả nô Đi một chiếc giày theo màu đỏ Lô Tiểu Bắc nóng nảy kéo mạnh Thế nhưng cũng không lôi bà ta ra ngoài được Mà là giật chân của bà ta xuống liền nhìn thấy lòng bàn chân rúng gió vặn vẹo Lòng bàn chân này cũng không thể miêu tả được Từ góc độ của Lô Tiểu Bắc mà nhìn Cảm giác như là chân bị người ta bẻ gãy xương Năm đầu ngón chân quặp vào ở bên trong Điều quan trọng nhất là đầu ngón chân còn dính hết vào trong lòng bàn chân Vừa nhìn thì cũng không tính toán được Đã trải qua bao nhiêu năm tháng Nhìn bàn chân này Lô Tiểu Bắc có chút sững sờ Sau đó trong nháy mắt hắn ngớ ra Lão thái thái chân đạp mạnh một cái Bóng người liền biến mất Chui vào trong tầng ngầm Thấy vậy Lô Tiểu Bắc ngồi trồm hỗn Đưa đèn pin chiếu vào bên trong Hắn phát hiện Là một bậc thang đi xuống bởi vì bậc thang quá thấp Người chỉ có thể ngồi trồm hỗn Bất quá sau khi đi vào trong Thì có thể đứng lên được Thấy những điều này Lô Tiểu Bắc cũng không có do dự Ngồi xích vào Phát hiện Một bậc thang đi dòng xuống dưới Rất sâu Phải đến độ 4-5 mét Đèn pin của hắn lập lẻ chiếu xuống hắn nhìn thấy đôi chân của lão thái thái vẫn còn đang trườn xuống cuối bậc thang hắn chậm rãi đi xuống mới phát hiện ra là có một tấm ván cửa đã mục nát ẩm ướt ở phía trên mọc đầy những lá cây xanh tản mát bốc ra mùi vị gay mũi tấm cửa đã bị lão thái thái mở ra ở giữa có một lối đi vào lô tiểu bắc chiếu vào cửa lại phát hiện đây là một căn phòng ngầm có chứa đủ các thứ tạp nham Cũng không thấy bóng dáng của lão thái thái kia đâu nữa Từng bước một đi vào Nhìn xung quanh một chút Rất nhanh Nhìn thấy một cái quan tài màu đen Ở góc tường Ở trên nắp quan tài Chính là lão thái thái đang ngồi trồm hỗn Nghiêng đầu nhìn lại Thần tình tựa như đang cười với lô tiểu bắc Trong tình trạng này, tâm lý của lô tiểu bắc như đánh trống bỏ không biết đây là manh mối gì bất quá cũng không có liên quan việc chủ yếu bây giờ là hắn đi tìm linh căn chỉ cần tìm được linh căn việc còn lại cũng không liên quan lô tiểu bắc cũng không để ý đến đám âm hồn cũng không để ý đến quỷ quái nó tóm lại không có quấy nhiễu mình là được trong lòng đã có tính toán hắn mới buồn lòng nhìn bốn phía hòng tìm kiếm linh căn dựa theo cách nói của tống tiểu linh Giống như là một cây thực vật Nhưng lại làm bằng thủy tinh Điều này phiền toái Bởi vì nơi này mặc dù không lớn Nhưng rất nhiều đồ vật tạp nham Nếu như mà muốn tìm được linh căn Thì thật sự là khó Điều quan trọng nhất là bây giờ Còn có một thi thể đang ngồi trồm hỗn Ở trong quan tài Nhìn lô tiểu bắc Làm cho hắn không thể tính toán được phải làm sao Lô tiểu bắc quan sát hết một vòng Trong mật thất xoay người lại theo bản năng nhìn lão thái thái lại bất ngờ phát hiện không thấy bà ta đâu tâm lý trầm xuống biết là lão thái thái này muốn dở trò lô tiểu bắc đầu tiên là từ trong ngực móc ra một tấm chấn ma phủ chuẩn bị sẵn sàng đập một tấm lên mặt của bà ta để cho bà ta không thể quấy nhiễu tiếp theo hắn theo bản năng đi tới cái quan tài muốn xem liệu có phải là lão thái thái đã nằm xuống hay không điều làm cho lô tiểu bắc bất ngờ đi đến bên cạnh quan tài lấy đèn pin chiếu vào bên trong cuối cùng thấy một mảnh hồng hồng đỏ đỏ ngó kỹ vào trong nhìn cả người ngơ ngẩn thi thể nằm ở trong quan tài không phải là lão thái thái mà là một nữ thi mặc quần áo đỏ còn trẻ tuổi thậm chí lô tiểu bắc còn biết mặt nữ thi kia không ai khác chính là tiết hồng là chuyện gì tiết hồng tại sao lại chết Tại sao thi thể lại ở trong cái quan tài Trong đầu của Lô Tiểu Bắc suy nghĩ Hắn đem nắp quan tài khép lại Để thi thể nhốt ở bên trong Ngay khi đưa tay muốn đẩy nắp quan tài Đột nhiên ở đằng sau của Lô Tiểu Bắc Vang lên những tiếng kêu kéo kẹt đến giận cả người Lưu Tiểu bác quay đầu lại nhìn Mới phát hiện Ở bức tường đối diện Có một cái bóng dáng đang đung đưa Tình trạng này giống như là ở cái tủ ngăn kéo đó Có người đang muốn thoát ra vậy Âm thanh Phát ra từ cái hậu tủ Mà cái cánh cửa tủ kia có khóa Thật sự là người ở bên trong Không cách nào đi ra Bất quá Lô Tiểu Bắc bắt đầu thấy Âm thanh lại tiếp tục phát ra Giống như là người ở trong tủ Đang cố gắng đẩy, phá Thậm chí là dùng móng tay Để mà kéo vậy Là là vật gì vậy Đến lúc này Hắn cũng không phải là quá kinh hãi nữa Dù sao vào đây lâu như vậy Cũng không chịu tổn thương gì Nguy hiểm nhất đều là do con người gây ra Lô Tiểu Bắc có thêm dũng khí Đi lên phía trước đem cái khóa kia vặt xuống giơ tay muốn kéo cánh cửa tủ sau khi kéo cánh cửa tủ chiếu đèn vào bên trong thì lại muốn nôn ói tủ này là nhiều tầng ở trên xuống dưới tổng cộng năm tầng đều là ngăn cách nhau bởi những tấm ván hắn không thấy ở trong này có gì khác mà lại là một người người này là đứng ở trong những ngăn kéo mà những ngăn tủ này được ngăn cách với nhau vậy hắn đứng làm sao câu trả lời là cơ thể của hắn được phân đoạn chất ở trên từng ngăn giống như là một người đang đứng xếp nhưng lại bị ngăn bởi những vách gỗ đầu tiên hắn thấy một cái đầu phần thứ hai là thấy được phần ngực ở trên bụng phần thứ ba là bụng và bắp đùi phần thứ tư là bắp đùi phần thứ năm là cẳng chân có lẽ bất kỳ ai thấy cảnh tượng này sẽ cho rằng là ở những cái tấm vách có khe người kia cố đó ý đứng vào đó để dọa người thế nhưng thật sự là hắn đã bị chặt ra bởi vì ở bên dưới nhìn thấy máu me be bét bắp đùi của hắn cũng như vậy tất cả đều là đang có máu chảy đầm đìa đương nhiên lô tiểu bắc cũng đã nhìn thấy nhiều trạng thái kinh sợ hơn nữa tuy nhiên cỗ khi thi thể này đặt ở đây làm cho lô tiểu bắc giật mình hơn Đấy chính là thi thể của lão đầu tử Vừa bị đánh chết Lâu tử bác không hiểu Chẳng phải thi thể của lão Vẫn còn đang nằm úp sấp Ở trong phòng trên kia hay sao Tại sao lại rơi vào trong cái hộp tủ này Lâu tử bác cũng không hiểu Đây là tình huống gì Tiếp theo Ở đằng sau lại truyền đến âm thanh Quay đầu nhìn thì phát hiện Là lão thái thái Lại một lần nữa xuất hiện Hơn nữa lúc này Lại bò lên trên nắp quan tài không nhúc nhích ngồi ở trên đó dáng vẻ như là một bức tượng là tiết hồng đang nằm ở trong quan tài bây giờ cũng đã ngồi dậy là quay lưng về phía lô tiểu bắc đang cầm một cây lược gỗ chậm rãi chải đầu một mớ tóc đen xõa xuống chương 230 Một luồng âm phong không biết từ đâu thổi tới Tầng hầm này cũng không tính là quá rậm rãi Trong nháy mắt tràn đầy âm hàn quái dị Ở trên cái quan tài Lão Thái Thái đôi mắt như là cá chết Đứng ở đó Ở trong quan tài Tiết Hồng đang ngồi nghiêng mặt trải đầu Toàn bộ cảnh tượng vô cùng quỷ dị Lô Tiểu Bắc đoán được Hồng nghi nữ tử ở trong quan tài Liệu có phải là tiết hồng hay không? Hắn như là sinh ra ảo giác Lô tiểu bác luống cuốn ảo giác này lại không giống như trước đây ảo giác này vô cùng chân thực chân thực đến mức lô tiểu bác cũng không biết đâu là ảo giác đâu là thật Lô tiểu bác đang nhanh chóng tính toán làm sao để phá vỡ được cục diện này làm sao để xóa đi ảo giác hắn nhắm mắt lại lập tức tiến vào trong trạng thái thông linh điều làm cho lô tiểu bác càng bất ngờ hơn nữa là ngay khi nhắm mắt lại xuất hiện những cảnh tượng quỷ dị khác hắn nhìn thấy chính là ở đằng sau lưng của mình ở trong ngăn kéo cái đầu người đang từ từ bay ra treo lơ lửng ở đằng sau lưng mình tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể vồ lên mà cắn mình lô tiểu bác phát hiện tâm cảnh của mình không thể yên tĩnh lúc này mở chừng mắt một gương mặt già nua xanh lè lè dọi vào trong mắt là lão thái thái đã đứng ở trước mặt mình là khuôn mặt kinh khủng dường như dí sát vào mình lô tiểu bắc theo bản năng tung cước đạp tới nào nghĩ bà ta lại thuận thế ôm lấy chân mời ngón tay như là sắt cắm vào trong da thịt làm cho lô tiểu bắc đau đến nghe răng trận mắt liền vung quyền đánh tới một quyền đánh tới thì cổ tay lạnh lẽo Vừa nhìn mới phát hiện là Tiết Hồng Đã đứng ở trước mặt Giờ phút này đang gắt gao Túm lấy cổ tay Làm cho Lô Tiểu Bắc không thể nhúc nhích Người đang tìm cái gì Tiết Hồng lặng lặng nhìn Lô Tiểu Bắc Là nàng có nói chuyện Nàng là tồn tại chân thật hay là ảo giác Hắn kinh ngạc nhìn Vừa nhìn rõ được bộ dáng của nàng không sai biệt lắm là ngoài 30, tướng mạo cũng không phải là quá mê hoặc lẳng lơ, là một loại khuôn mặt điển hình cổ điển. Cũng không có quá vuông, cũng không có quá tròn, con mắt không lớn, da thịt cũng không phải là quá trắng, thậm chí còn có chút ngâm đen. Người đang nghĩ đây là ảo giác phải không? Tiết Hồng nhìn Lô Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, tiếp tục giơ tay vồ thẳng tới mặt của Lô Tiểu Bắc hắn nghiêng đầu nhưng vẫn bị nàng giữ chặt lấy quai hàm vết máu kia bắt đầu cảm thấy đau đớn đây là thật không phải là ảo ảnh đây là thật trong lòng dao động đến cực điểm dù sao hắn cũng đã thỏa thuận với tống tiểu linh đã nghe tống tiểu linh nói tiết hồng này tuyệt đối sẽ không thể biết được việc mình làm bí mật hắn đi đến đây là vô cùng bí mật trên căn bản là chỉ có mình và Tống Tiểu Linh biết. Tống Tiểu Linh hiển nhiên cũng sẽ không có tiết lộ bí mật này ra. Vì vậy, bà ta không thể nào tới đây mà chờ sẵn được. Thế nhưng thật sự bây giờ là Tiết Hồng đang đứng ở trước mặt, ở đây. Biện pháp giải thích duy nhất chính là thân thể này là thật, nhưng không phải là Tiết Hồng. Bởi vì ngay vừa rồi, khi nhìn thấy nàng, Lô Tiểu Bắc phát hiện sự bất thường điều làm cho lô tiểu bắc cảm thấy kỳ quái là tiết hồng ở trước mặt có chút hơi mập mạp da thịt cũng tinh tế trắng nõn bây giờ tiết hồng này lại hơi gầy màu da ngăm đen mặc dù ngũ quan cũng vẫn giống có thể không quản đến ở phương diện nào mà nói nàng giống như là em gái của tiết hồng chứ không phải là bản thân tiết hồng thế nhưng tiết hồng làm sao lại có em gái trong lòng của Lô Tiểu Bắc nóng này Dù sao hắn đã mất quá nhiều thời gian ở đây Nếu như cứ tiếp tục trì hoãn Không chừng sẽ xuất hiện sự tình ngoài ý muốn Cũng không thể nào phá hư được linh căn Thậm chí còn bỏ mạng Cho nên Lô Tiểu Bắc nghiến răng hét lên một tiếng Trong nháy mắt Ngưng tụ lực lượng toàn thân Liều mạng Vung tay vung chân Hắn nhanh chóng nhảy qua một bên Cùng lúc đó Chấn ma phủ nắm ở trong tay Trực tiếp liền đập mạnh lên chán của lão thái thái Lão thái thái bị chấm ma phủ đánh vào chán Lăn ra đất co quắp bất động Thấy vậy Lô Tiểu Bắc đưa tay sở lên cây côn gỗ Chuẩn bị túm lấy ác đấu với Tiết Hồng Lúc này hắn nghe được tiếng hử lạnh truyền tới Lại phát hiện Tiết Hồng từ trong ngăn kéo móc ra một cái đầu người ở trên tay vung vung vẩy vẩy vừa nhìn lô tiểu bắc vừa nói ta cũng không biết người tới nơi này làm gì ta càng không biết người muốn gì bất quá hiển nhiên người không giống như bọn chúng là sao người rốt cục là ai lô tiểu bắc nhìn tiết hồng người không biết ta sao ta Hắn nhíu mày Không biết trả lời làm sao Nhưng ngay khi nghĩ vậy đột nhiên Đồ vật ở trên tay của Tiết Hồng đang cầm Tựa hồ bộ dáng biến đổi Không phải là một cái đầu người Mà là một cái đầu lâu Xương trắng ơn ẩn Đôi mắt đen ngòm ngòm Bây giờ mới thật sự là bắt đầu Rất lâu Ta không có thư giãn gân cốt Tiết Hồng vừa nói chuyện Đột nhiên cười to nhanh như chớp xông tới tiểu bắc cái đầu lâu trong tay trực tiếp vùng đập xuống lô tiểu bắc ngẩn ra theo bản năng đưa tay múa gậy ngăn cản nghe được âm thanh bốp một cái cây gậy đập lên cái đầu lâu đem cái đầu lâu hất ra ngoài nhưng tiết hồng không có lui về đằng sau mà tiếp tục đánh tới bóng người trong nháy mắt ép đến gần trước mặt của lô tiểu bắc liền vội vàng đẩy nàng ra nàng thoáng một cái biến mất về sau lô tiểu bắc cảm thấy dưới chân căng thẳng lúc nhìn lại mới phát hiện ở trên chân của mình giống như là có cái cây cỏ đang quấn lại trong lòng cả kinh lại thêm mừng rỡ bởi vì hắn hiểu tất cả những thứ này là gì không sai nữ nhân vừa rồi không phải là tiết hồng nhưng nàng lại có liên quan đến tiết hồng xác thực mà nói nàng chính là một bộ phận của tiết hồng nàng là linh căn cho nên nàng mới biến được thành dáng vẻ của tiết hồng giống như đúc mà bây giờ linh căn hiển nhiên đang nhân cơ hội tiến đến gần lô tiểu bắc hiện ra hình thái trực tiếp lợi dụng thân lá của linh căn trói buộc lô tiểu bắc sự tình này xem ra là linh căn này lực lượng cũng rất mạnh lô tiểu bắc sau khi bị lá nó trói căn bản không có nhúc nhích cúi đầu nhìn thấy một bó như là thủy tinh tản ra huỳnh quang đang khua trên mặt đất lá cây này đang quấn ở trên chân của mình lại nhìn những nơi còn lại trong tầng hầm cũng không có gì khác biệt điều này chứng minh vừa rồi là lô tiểu bắc sinh ra ảo giác nhưng chắc chắn cũng không phải là quá nhiều nhiều nhất cũng chỉ là hình ảnh linh căn huyễn hóa thành tiết hồng sau đó lấy thân thể bị băm ở trong ngăn kéo ra chính là thân thể thực sự của lão thái thái bây giờ lô tiểu bắc đem linh căn linh căn đang trói chặt lô tiểu bắc vậy tiếp theo phải làm gì đây nghe được lời vừa rồi nó tự hồ như cất rất có linh tính hơn nữa Giáng vẻ có chút chật vật vậy linh căn căn bản là cũng có tư tưởng và có tình cảm bất quá nói chuyện cũng tốt đồ vật càng thông minh thì càng có nhược điểm lô tiểu bắc bây giờ đang bị nó chói chặt nhưng cũng không quá sợ hãi dù sao khí lực của nó cũng không lớn đến nỗi có thể ghềm chết được mình đây cũng là một tin tốt lô tiểu bắc lại càng có thêm thời gian để hóa giải những thứ này ngay lúc này lập tức có một cái gì đó lạnh lùng lướt qua cỏ, sau đó lô tiểu bác liều mạng lắc lắc đầu muốn đem vật kia hất ra mới phát hiện vật kia giống như con rắn đang từ từ bò lên mặt chui vào trong lỗ mũi lô tiểu bác liều mạng lau lau mũi cũng không gạt được nó ra cảm giác trong đầu của mình bị rằng mạnh trong nháy mắt có vật gì chui vào bên trong sau một khắc hai mắt tối sầm lại cũng không thấy được gì nữa hắn xuất hiện một trạng thái kỳ quái giống như là vừa tỉnh ngủ trong mắt mơ mơ màng màng lại thấy rõ ràng hết thảy hắn khẩn trương trong lòng xoắn cả lên hắn thấy được chính là tống tiểu linh trong mắt tống tiểu linh đang lẳng lặng nằm ở trên giường giống như đã ngủ lông mi dài gương mặt như búp bê an tĩnh lúc đầu thì cho rằng đây là ảo giác kết quả liền phát hiện không phải lô tiểu bác không phải đang đang nhớ lại cũng không phải là đang nằm mơ không phải là ảo giác đây thật sự là mình đang ở trong phòng của nàng hắn thấy một con dao sáng băng chậm rãi đưa lên cổ của tống tiểu linh mà người cầm dao chính là mình hiển nhiên là hắn không thể nào giết tống tiểu linh rốt cuộc đây là ai là tay của ta đó âm thanh lạnh lùng vang lên âm thanh này xa lạ nhưng vừa nghe xong vẫn nhận ra được chính là tiết hồng trong lòng lô tiểu bắc ngạc nhiên người Người đã biết Linh căn và thần thức liên kết Làm sao ta không biết Âm thanh của Tiết Hồng vang lên Chẳng qua Ta không nghĩ tới Người lại rất có can đảm Người lại dám mỏ đến Linh căn Người, người muốn làm gì Trong tầm nhìn của Lô Tiểu Bắc Không thể thấy được Tiết Hồng Nhưng lại cảm giác Mình đang đứng ở bên mép giường của Tống Tiểu Linh chẳng lẽ là mình đang đăng nhập thể trên người của Tiết Hồng là chuyện gì? Đừng ngạc nhiên, ta đem ý thức của ngươi truyền tới. Tiết Hồng vừa nói chuyện, tựa hồ như đang ngồi xuống mép giường của Tống Tiểu Linh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc của Tống Tiểu Linh. Buổi tối ta đã thêm thuốc ngủ ở trong sữa rửa mặt, cho nên bây giờ nàng đang ngủ rất say không tỉnh. Ngươi nhìn nàng xem nàng thật là xinh đẹp mới có mười mấy tuổi còn chưa trổ mã để thêm vài năm nhất định là khuynh quốc khuynh thành <laughs> khó trách ngươi lại ưa thích nàng như vậy người rốt cục là muốn gì lô tiểu bác ngạc nhiên lời này phải để ta hỏi ngươi mới đúng ngươi rốt cuộc muốn gì làm sao ngươi biết sự tồn tại của linh căn? Ngươi biết hết thảy sự tình. Cho nên ta đoán, ngươi cũng biết ta là ai, cũng biết ta từng làm gì đúng không? người hại chết tỷ tỷ của ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Con mắt của Tiểu Linh cũng là do ngươi hại có đúng hay không? Tỷ tỷ của nàng sở dĩ cũng không có sống được, cũng là do ngươi. Tại sao? Tại sao ngươi độc ác như vậy? Lô Tiểu Bắc trầm giọng Độc ác <laughs> Nghe được âm thanh của Lô Tiểu Bắc Tiết Hồng cười lạnh một tiếng Người đã nói như vậy Ta sẽ cho người biết Ta độc ác như thế nào Tiểu gia hỏa Không thể không nói Người biết quá nhiều Các người không thể sống được nữa Người sẽ yên tĩnh mà chết đi Thế giới của các người đến đây là kết thúc không Ta sẽ không dễ để cho người giết như vậy đâu Còn nữa Nếu như người dám động vào tiểu linh Ta nhất định sẽ để cho người hối hận đó Trong lòng của lâu Tiểu Bắc nóng nảy Không biết phải làm sao mới phải Bây giờ hắn đang đối mặt với nữ Lan Lâu Tiểu Bắc tưởng chừng Có thể phá hư được linh căn Như vậy Tống Tiểu Linh Tất nhiên là cầu tử nhất sinh Là rất khó sống sót Điều thứ yếu là Lô Tiểu Bắc nếu như thoát khỏi trói buộc của Linh Căn, vậy thì hắn và Tống Tiểu Linh thật sự sẽ cùng nhau chết. Mặc kệ làm như thế nào, mình vẫn cứ thua. Hắn tuyệt vọng. Trong một khắc, tầm mắt của hắn mơ màng. Tiếp theo là Tiết Hồng đuổi thần thức của hắn ra khỏi người của nàng. Tiếp theo, thần thức lại rơi vào trong tầng hầm. Hắn cảm giác trên mặt của mình lạnh như băng, bò đầy sâu trùng. Không những vậy, toàn thân không ngừng bị trói buộc. Linh Căn bắt đầu muốn giết mình Lô Tiểu Bắc Không còn sức phản kháng Nhưng Bởi vì khí lực của hắn quá bé Hắn không thể nào dễ dụa nổi Trong lòng bất đắc dĩ Bỗng nhiên miếng ngọc ở trong túi động một cái Một cỗ khí tức tràn ra Trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lô Tiểu Bắc nghiến răng dễ dụa Linh Căn kia bắt đầu dần dần Bị giật ra ngoài lô tiểu bắc nghiêng người quay đầu nhìn phát hiện linh căn ở trên đất chỉ là một cây cỏ nhỏ cao chừng độ bằng nắm tay hơn nữa lúc này đang muốn bỏ đến bên chân tường rất hiển nhiên là vì nó không khống chế được lô tiểu bắc mà ý đồ muốn bỏ trốn hắn quá to đem túm nó lại bất chấp tất cả không biết đúng sai tay còn lại liền bắt đầu đào xuống bùn đất bộ phận xác thực của linh căn ở bên dưới là rất nhiều dễ nhỏ điều quan trọng là còn có cả một cái củ to bằng nắm đấm bộ dáng trông giống như là một đứa con nít đem lôi toàn bộ linh căn ra lô tiểu bắc bóp lên cái đầu của cái củ con nít hắn nhắm con mắt lại ý thức truyền tới hắn muốn cầu thông với tiết hồng uy hiếp nàng không được tổn thương tống tiểu linh cầu thông nửa ngày cũng không có được đáp án lô tiểu bắc trong lòng nóng nảy khẳng định là xuất hiện sự tình ngoài ý muốn hắn nghiến răng không quản nhiều túm lấy linh căn chạy ra chạy lên trên căn phòng không lo trong căn phòng hỗn loạn tìm cái hộp gỗ đem tống linh căn vào trong liều mạng mà chạy thừa dịp bóng đêm hắn vọt ra ngoài thôn tìm lên một con đường mòn nghiến răng phát lực chạy thẳng tới quốc lộ hắn không có hủy diệt linh căn bởi vì sợ hủy diệt linh căn tiết hồng tuyệt vọng sẽ kéo Tống Tiểu Linh bồi tội. Bất kể Tiết Hồng có câu thông với mình hay không, tóm lại chỉ cần biết Linh Căn vẫn còn, hẳn là biết mình sẽ muốn làm gì. Lô Tiểu Bắc vừa chạy vừa gọi điện cho Tống Tiểu Linh, cũng may là còn tín hiệu. Điện thoại của Tống Tiểu Linh reo lên mấy cái có người nghe, âm thanh quả nhiên là của Tiết Hồng. Chỉ là bây giờ nàng đang thở dốc hồng học, giống như mệt mỏi. Nếu như người muốn lấy lại Linh Căn, đừng có làm tổn thương đến Tiểu Linh. Lưu Tiểu Bắc không có số điện thoại của Tiết Hồng Gọi cú điện thoại này chính là mong gọi cho nàng Bởi vì biết là Tiết Hồng đang ở ngay trong phòng của Tống Tiểu Linh Mà Tống Tiểu Linh lại đang hôn mê Người nghe điện thoại chỉ có thể là Tiết Hồng Được Chờ người tới Ta với người trao đổi Tiết Hồng hừ lạnh một tiếng Ta không có linh căn Nhưng ta vẫn có thể sống tiếp Ta không biết Nếu như người không có Tống Tiểu Linh thì sao Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình nếu như không có tống tiểu linh thì sao theo đạo lý mà nói hắn cũng sẽ không có quá thương tâm dù sao tình cảm của mình và tống tiểu linh cũng không phải là sâu sắc nhưng tại sao tiết hồng lại nói ra lời này chỉ một chốc lát lô tiểu bắc hiểu ra đây chính là điều kiện trao đổi không công bằng xét đến cùng mặc kệ là linh can kia chân quý rừng nào cũng không thể nào so với nhân mạng của tống tiểu linh cho nên lô tiểu bắc uy hiếp tiết hồng kia cũng không có hiệu quả quá lớn ngược lại Tiết Hồng giống như là đang bắt cóc Tống Tiểu Linh Nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Đem muốn lấy lại được thứ nàng muốn Biện pháp duy nhất có thể phá giải cục diện này Cũng không phải là quan tâm đến bất kỳ điều gì Mà quan trọng là bây giờ mình phải làm ra sao để cân nhắc <laughs> Nếu như không có Tống Tiểu Linh Ta sao à Lô Tiểu Bác cười lạnh một tiếng Nói vào điện thoại Cùng lắm Là Ta làm việc này không công Thật ra đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn đâu Cái gì? Các người... À là đang giao dịch với nhau sao? Đúng như dự đoán Nghe được lời này Tiết Hồng ngạc nhiên Là nàng muốn cho người thứ gì? Cái này ta cũng không qua rõ Nàng chỉ đồng ý là cho ta bảo bối Lô Tiểu Bắc nói với Tiết Hồng Dĩ nhiên thật ra ta đã có thu hoạch của ta rồi Cho nên thù lao của nàng cho ta hay không Ta cũng không có quan trọng Ngược lại Linh căn của ngươi đang trong tay ta đó Ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi với ta đây Trường 231 Tiết Hồng không nghĩ tới Tình thế lại xoay chuyển như vậy Bất quá nàng cũng không có ngốc Tựa hồ cũng không bị Lô Tiểu Bắc hù dọa Nàng còn cười lạnh một tiếng nói Lô Tiểu Bắc Lô Tiểu Bắc Ta biết ngươi rất lành lợi Nhưng ta nghĩ Ngươi bộ dáng như vậy Cũng không có tác dụng đâu bởi vì ta so với ngươi thì thông minh hơn rất nhiều ngươi cố ý là không quan tâm đến tống tiểu linh sau đó uy hiếp ta phải không nếu như vậy ta nói cho ngươi biết ngươi nhầm bởi vì ngay từ khi bắt đầu ta kết luận là ngươi một mực thích tiểu nha đầu này cho nên nếu như ta tổn thương nàng ngươi không cứu được nàng ngươi suốt cả đời sau sẽ lưu lại bóng mờ trong tâm trí sao còn muốn ra điều kiện với ta sao Lời của Tiết Hồng làm cho Lô Tiểu Bắc trầm mặc Nửa ngày sau hắn thở dài Rồi cục là người muốn gì Không phải ta đã nói sao Người mang linh căn ra đây Ta sẽ đem cô em Tiểu Linh này trả lại cho ngươi Thế nào Nghe vậy Lô Tiểu Bắc ngẩn ra Thế giao dịch này cũng không có tốt đẹp như là tưởng tượng Cũng không thể nào chống cự lại Chỉ có thể đáp ứng nàng Hắn cúp điện thoại Một đường chạy đến quốc lộ Trên đường vừa chạy vừa suy nghĩ sự tình này cho dù hắn và tiết hồng thuận lợi giao dịch tiết hồng đem trả tống tiểu linh lại cho mình nhưng dù sao đây cũng là mẹ kế của tống tiểu linh mà tống tiểu linh sau này vẫn phải ở chung với bà ta một chỗ vẫn phải chịu sự uy hiếp của bà ta nếu như vậy chẳng phải là lô tiểu bắc coi như là uổng phí hết sức lực hết thảy làm đều cũng không có tác dụng gì lô tiểu bắc biết không thể làm như vậy nhất định hắn phải tính toán một sách lược vẹn toàn cho dù không trừng phạt được Tiết Hồng Nhưng tối thiểu cũng phải đảm bảo sự an toàn của Tống Tiểu Linh Thế nhưng phải làm sao đây Coi như Lô Tiểu Bắc đã tính trước được sự tình Hắn cũng không để cho Tiết Hồng tin mình được Chỉ có thể phải tự nghĩ biện pháp giải quyết Bóng đêm chậm chậm trôi qua Một mình Lô Tiểu Bắc đi trong núi hoang đồng rộng Một mảnh mênh mông Ở trên trời Không trăng không sao Đi được một đoạn chạy tới ven đường nhìn thấy xe cộ tới lui nhưng cũng không thể nào lên xe được những chiếc xe này không phải là xe khách mà chạy trên đường tốc độ rất cao suy nghĩ một chút lô tiểu bắc trực tiếp đón xe hắn phát hiện một chiếc xe con màu trắng chạy qua hắn lập tức nhảy ra chặn xe lại sau khi chặn xe ở trên xe có một người trung niên nhảy xuống hỏi có việc gì lô tiểu bắc nói cho lão biết hắn muốn quay về nam kinh liệu có thể cho đi nhờ người trung niên nhìn một hồi tựa hồ không có tin lắm lên quả quyết ê e, xin lỗi chúng tôi không qua thị khu đâu sau đó đóng cửa xe lại trực tiếp đi điều này làm cho lô tiểu bắc khó chịu còn mẹ nhà ngươi con đường này ta không biết hay sao nếu như đi tiếp thì nhất định là vào thị khu ngươi lừa gạt như vậy mà cũng là lừa sao bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi liên tiếp chặn hai ba chiếc xe cũng không có dám cho mình đi nhờ thật ra cũng rất dễ hiểu Nơi đây là nơi hoang sơn dã lĩnh Đột nhiên có một người lạ xin đi nhờ Hơn nữa lại là nửa đêm Xác thực cũng làm cho người ta lo lắng Lô Tiểu Bắc tuyệt vọng Đi dọc theo quốc lộ Về phía trước Cũng không có tính đón xe nữa Đúng lúc đó có một chiếc xe con chủ động Dừng lại bên cạnh Cửa sổ xe hạ xuống Một cô gái ăn mặc sang trọng thò đầu ra Này có muốn đi nhờ xe không Còn bà đó chứ Người đàn bà này quả nhiên cũng rất gan Lô Tiểu Bắc giật mình gật đầu Sau đó ngồi xuống bên ghế phụ Nhìn một chút Đằng sau cũng không có ai cả Là cô gái này lái xe một mình Sau khi lên xe Thăm dò nữ nhân kia một chút Nàng ngoài 20 tuổi Một thân thoang thoảng mùi thơm Tóc đen dài Ăn mặc cũng rất cầu kỳ Trên cổ áo còn móc kính dâm Bởi vì kính dâm có lẽ hơi nặng Cho nên kéo trễ cổ áo của nàng xuống Dưới ánh đèn mập mờ Hắn thấy một vòng nhẵn nhụi trắng như tuyết không biết cô gái này gan lớn hay là thần kinh không có ổn. Nửa đêm nửa hôm như vậy, ở ven đường lại còn cho người ta đi nhờ xe, không khỏi nói là kỳ dị. Đi đâu? Tôi đến Hồ Nam. Nếu như mà anh đi xa thì vào thị khu, anh phải tự xuống đón xe đó. Nàng nổ máy, vừa đi vừa nói với Lô Tiểu Bắc. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Không sao, cô cứ tùy tiện tìm một chỗ trong thị khu để cho tôi đón xe là được nàng gật đầu mỉm cười đã trễ như vậy anh tới thị khu có phải có chuyện gấp đúng vậy lô tiểu bác cười nói cô là người tốt vừa rồi tôi đã chặn mấy cái xe cũng không có ai dám cho tôi đi nhờ kết quả cô lại chủ động dừng lại tôi không nghĩ đến một cô gái nửa đêm ở nơi hoang sơn giã lĩnh này cô không có sợ sao có cái gì đâu mà sợ nàng hít mắt vạn nhất tôi là người xấu thì sao ai từ góc độ nào Anh đâu có giống Tại sao cô lại nói như vậy Tóm lại là tôi có thể nhìn ra Nàng mỉm cười Bất quá cho dù là người xấu tôi cũng không sợ Tại sao Ê, cũng tình như nói Nàng vừa nói chuyện Một tay cầm vô lăng Một tay móc từ trong người ra một khẩu súng Chĩa lên huyệt thái dương của Lô Tiểu Bắc Anh đem toàn bộ ví tiền và những thứ đáng tiền Đặt ra cái hộp nhỏ trước mặt đi Cô, cô là cướp sao? lô tiểu bắc trợn mắt, quả nhiên là ăn trộm gặp kẻ gian, đây cũng là ngoài tính toán. lô tiểu bắc không nghĩ đến một cô gái tao nhã lịch sự như vậy lại là giặc cướp, chẳng trách lại còn chủ động đón xe mình, xem ra là muốn cướp đồ. đến lúc này lô tiểu bắc cũng không biết nói sao, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. đừng có cười, nhanh làm theo lời tôi nói, nếu không tôi không khách khí đâu, đừng có tự mình chuốc khổ. cô gái kia có chút hung hăng. Được rồi cô yên tâm Nhất định là tôi sẽ làm như cô nói Lâu Tiểu Bắc vừa nói chuyện Vừa cởi nút áo Đưa tay móc ví tiền Sau đó đem ví tiền bỏ vào trong hộp Lại bắt đầu móc những vật khác Vừa móc các thứ ra vừa hỏi nàng Tôi không tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp như vậy Lại lập cướp Cô đúng là lật đổ quan niệm của tôi đâu Tôi muốn biết cô bấy lâu nay làm như vậy sao Hay chỉ là nhất thời thôi Cô xem khẩu súng này cũng không phải là giả Này anh đừng có hỏi nhiều Biết càng nhiều chết càng sớm đó Có biết hay không Nàng cười một chút lộ ra sự tự phụ Như vậy cô không phải lần đầu tiên làm việc này Thế nào Nghề này thu hoạch thế nào Một lần đi cướp được bao nhiêu Anh thích hỏi vấn đề này lắm sao Bất quá tôi nói cho anh biết Tôi không thích người nói nhảm đâu Nàng vừa nói chuyện Cuối cùng dí súng lên đầu của Lô Tiểu Bắc đập một cái Làm cho hắn đau đến nhe răng trận mắt Mau, móc hết tất cả mọi thứ ra nếu không Anh sẽ chết đó Nếu như tôi không làm theo lời cô nói Cô dám giết người sao Lô Tiểu Bác cười hỏi nàng Yên tâm Tôi không giết người đâu Nhưng tôi dám bắn đó Bởi vì đây là đạn thuốc mê Sau khi bắn anh Trực tiếp anh sẽ rũ xuống Tôi đem lột sạch trên người anh đó Tìm một chỗ không người Đem anh ném xuống Sau đó để cho anh tự sinh tự diệt Nếu như mà không chừng Kết quả còn thảm hại hơn đó Ê, à cô mở xe con cô mua một cái xe như vậy dáng rất xinh đẹp như thế hơn nữa rất chú trọng dáng vẻ cho nên tôi đoán cuộc sống bình thường của cô là người có phẩm vị tôi không hiểu tại sao cô lại làm thành như vậy dĩ nhiên cũng không ngoại trừ cô khó khăn cần đến tiền bí quá hóa liều thật ra đây là lần đầu tiên tôi gặp cướp đó hơn nữa còn cướp theo phương thức này cảm giác tôi cũng thấy rất kích thích đó lại còn bị một mỹ nữ cướp cho nên nếu như cô thiếu tiền thì nói với tôi Tôi là người à, rất có tình cảm. Sẽ giúp đỡ cô một chút. Coi như là cho cô một cái ngạc nhiên. Mỹ nữ cười gần. Này, anh muốn phản kháng sao? Không, yên tâm đi. Tôi không có phản kháng. Trong lúc Lô Tiểu Bắc vừa nói chuyện, móc từ trong túi áo ra một cục vàng cầm ở trên tay. Vẩy vẩy lên trước mặt nàng. Thấy không? Đây là vàng thiệt đó. Rất đáng tiền đó. Bây giờ nó là của cô. Trong lúc nói chuyện, Đem cục vàng kia thả vào trong cái hộp xe. Hành động của Lô Tiểu Bắc làm cho Lăng ngạc nhiên. Theo bản năng, Lăng táp xe vào ven đường, dừng lại, chĩa súng lên người của hắn. Rốt cuộc, lại là, là làm gì? Ở trên người anh còn gì? Lấy hết ra cho tôi. đừng có gấp, đừng có gấp. Yên tâm, cho cô tất. Vừa nói chuyện, vừa móc ra một cục vàng nữa. Dơ dơ trước mặt nàng, vàng thật. Không tin cứ kiểm tra một chút. Nàng lên vội vàng cầm lấy, đưa răng cắn một cái, sắc mặt kinh ngạc, họng súng chĩa lên đầu của lô tiểu bắc, nói ngay: "Rốt cuộc là anh làm gì? Tại sao lại có những thứ này?" À, "Đừng có gấp, trên người của tôi còn rất nhiều vàng, còn chưa có lấy hết đó." Hắn vừa nói chuyện, vừa đem cái hộp ngọc thiềm lấy ra, rất nhanh đã đến cái hộp nhỏ, bảo bối cũng đã lấy ra xong toàn bộ đều là vàng và ngọc phỉ thúy ở dưới ánh đèn đường chiếu rọi hiện ra hào quang óng ánh thấy những thứ này cô gái kia ngây ngẩn nửa ngày sau nàng nuốt nước miếng cái này là rất nhiều tiền đúng vậy rất rất nhiều tiền nói không khách khí chỉ cần cô bán đi một chút là cả đời ăn tiêu đó nghe được lời hắn nói nàng có chút tỉnh lại sau đó hung ác chĩa súng lên đầu của lô tiểu bắc anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi anh rốt cuộc là làm gì tại sao lại lấy hết những thứ này ra thật ra anh không nói tôi cũng không biết những thứ này vốn dĩ chỉ cần bỏ những ví tiền lại là được thật sao cô cũng phát hiện ra sao lô tiểu bắc mỉm cười vậy bây giờ có phải là cô nhìn xem hẳn là bỏ súng này đi vật này chỉ là đạn thuốc mê nhưng cũng làm cho tôi rất sợ đó có đúng hay không bỏ súng này xuống này anh, anh sẽ muốn dạo ai sao Tôi nói cho anh biết Tôi sẽ không ngại đâu Cẩn thận tôi bắn cho anh một phát đó Lô Tiểu Bắc nhìn nàng Vật đã tới tay rồi Vì tiêu trừ hậu họa Tôi vẫn nghĩ là đem anh diệt khẩu đi Mẹ nhà nó không phải chứ Nghe được lời nàng Lô Tiểu Bắc trực tiếp ngây ngẩn Sao vậy có sợ hay không Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ đến Là thấy vẻ mặt của nàng Lại đắc ý nở nụ cười không có can đảm thì đừng có giả vờ, nếu không sẽ chết rất thảm đó. tốt lắm, tôi cũng không muốn quản anh là ai. tự mở cửa xe, cút ra đi. À, tôi trả tiền xe nhiều như vậy, coi như là là cô đen tối ít nhất thì cũng phải để cho tôi xuống thị khu mới thả chứ có được hay không? cho anh đi thị khu, đánh báo cảnh sát bắt tôi đi à? Hừ, anh nghĩ tôi ngốc như vậy đi à? quên đi, yên tâm, tôi không báo cảnh sát, một chút nhỏ nhặt như thế tôi cũng không đặt trong lòng đâu. Cho cô tiền bạc Tôi báo cảnh sát làm gì Cái đó cần thiết đâu Nghe được lời của hắn nói Cô gái kia giật mình Này anh rút cuộc là ai Anh, anh muốn giờ cho gì Hiển nhiên là nàng bị Lô Tiểu Bắc gợi lên sự hiếu kỳ Cùng lúc đó Lô Tiểu Bắc mở cửa xuống xe Sau đó vịn cửa xe nói Đáng tiếc Một cô gái xinh đẹp như vậy lại đi làm cướp Hơn nữa lại có phẩm vị như vậy Là biểu hiện rất dũng cảm Cho nên tôi muốn nói với cô Tôi muốn làm một hợp tác với cô, chỉ tiếc là tự hồ cô không thích thôi. Là có ý gì? À... Lấy cá của người không bằng lấy người có cá, lời này cô hiểu hay không? Lô Tiểu Bắc nhìn nữ nhân kia một chút, vừa nói chuyện trong lòng vừa tính toán, bất tri bất giác lập ra một kế hoạch. Vàng bạc ngọc khí này mặc dù đáng tiền, nhưng dù sao cũng chỉ có một chút. Tiền là vật chết người là vật sống một ngày nào đó sẽ xài hết đến lúc đó chẳng lẽ cô lại đi cướp hay sao à, đây cũng không phải là kế lâu dài đâu tôi nghĩ cô suy nghĩ cho thật kỹ vào tôi có thể đảm bảo với cô nếu như cô đi theo tôi hợp tác với tôi cả đời này cô sẽ sống không âu không lo không chịu ủy khuất thu nhập rất cao bình thường thậm chí còn làm cho người ta hâm mộ đó này anh anh muốn bao nuôi tôi Điều làm cho Lô Tiểu Bắc tan vỡ Đó là một câu của cô gái này Xin lỗi tôi không có hứng thú như vậy Tôi chưa có kết hôn Bạn gái còn đẹp hơn cô gấp mấy lần Ở trong nhà cũng rất có tiền Tôi muốn bao nuôi cô Thì cũng cần đâu có cần phải tiêu phí nhiều như vậy Là anh có ý gì? Nữ nhân này liền nhíu mày nhìn Lô Tiểu Bắc Không có ý gì cả Cô đi đi Tiếp tục cướp bóc mà sống Ai, à, Là một ngày có tiền đồ đâu Bye bye Nói xong, Lô Tiểu Bắc đóng cửa xe chắp tay, ngẩng đầu huyết sáo, bước đi về phía trước. Cô gái này ngây ngẩn, nhưng chỉ trong chốc lát, thì tiếng động cơ vang lên, nàng nổ xe. Lô Tiểu Bắc đứng ở ven đường, nhìn ánh đèn xe dần biến mất, trong lòng không tự chủ được lo lắng, cũng có chút đáng tiếc. Không, không lẽ là cứ đi như vậy chứ? Nếu như vậy, thì, thì ngày mai mình làm sao đây? Có lẽ lúc đó Mình sẽ lợi dụng quan hệ của Tống Vân Trực tiếp truy bắt khắp thành Để tìm nàng Chỉ là làm cho Lô Tiểu Bắc vui mừng Một chốc sau Chiếc xe con từ từ quay lại Dừng ở bên cạnh mình Cửa sổ xe hạ xuống Cô gái nhìn lên hất hàm Lên xe Ờ à, được Mỉm cười Lô Tiểu Bắc leo lên xe Nhìn cái hộp Phát hiện tiền bạc đã hết Chỉ còn lại ví tiền Hiển nhiên là cô gái này đã cất hết đồ ví tiền trả lại cho anh đâu Cảm ơn Lô Tiểu Bắc cầm ví tiền Rút ra chứng minh thư nhân dân Tôi tên là Lô Tiểu Bắc Cô thế nào Là Kim Yến Là, là lính trinh sát giải ngũ Ai không trách Lô Tiểu Bắc nở nụ cười Vừa rồi tôi nhìn thấy Thân thể của cô mọi thứ cũng đều rất mạnh Thì sao Tôi đầu tiên là muốn làm vệ sĩ cho người ta Kết quả là những tên bụng bự kia Chỉ muốn đưa tôi lên, lên trên giường đó xã hội này đàn bà không thể quá mạnh hay là quá yếu hay nhất định là phải tự lập, càng tự lập thì càng không sợ. Kim Phi Yến tựa hồ như là rất giận dữ. Tôi thì tôi cảm thấy bình thường thôi, những người đó muốn ngủ với cô chứng minh là cô rất đẹp, cô có thể làm như là không nhìn thấy bọn họ, làm tốt việc của mình không được hay sao? Anh cho rằng đơn giản như vậy sao? Nàng nở một nụ cười khinh bỉ tôi đã mấy lần bị hạ thuốc mê cũng may là tôi thông minh đó phát hiện ra trước mới tránh được một kiếp đó vậy cô đã từng làm qua sự tình gì khác tôi đem tên khốn kia đánh cho tàn phế thành thù thành oán không thể nào đi làm việc bình thường được nữa thậm chí còn không có dám lộ diện nếu không hắn nhất định sẽ, sẽ tìm tôi gây phiền toái bây giờ căn bản là tôi sống trốn chu trốn lủi cũng không ai biết tôi là ai từ đâu đến tôi làm gì gần đây có chút khó khăn buổi tối lái xe đi hóng gió đó. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng. Sau đó, liền nghĩ ra cái chủ ý này sao? Chương 232. Nguyên lai like là lần đầu làm việc này, bất quá từ hành động lúc trước của nàng, quả nhiên là tinh thần của nàng cũng rất cứng. Cái này cũng phù hợp với thân phận của nàng, phỏng chừng lúc trước có lẽ nàng thật sự là bộ đội giải ngũ. Rất có ý tưởng đó nghe được lời nàng nói lô tiểu bắc nở nụ cười sau đó nói tiếp bất quá tôi đăng kỳ lạ cô chẳng lẽ sau khi giải ngũ bất độc thân sao trong mắt của tôi tướng mạo của cô coi như cũng là tốt mặc dù không có kỹ năng sinh tồn gì đặc biệt nhưng tìm một người bạn trai có lẽ cuộc sống cũng không thành vấn đề cô không nghĩ là tìm một người đàn ông có tiền một chút gả cho người ta sống qua ngày chứ không phù hợp với thói quen sống của tôi làm cho lô tiểu bắc bất ngờ là kim yến lại nói ra một câu tôi cho tới bây giờ đều là tự dựa vào bản thân cuộc sống lệ thuộc vào người khác tôi chịu không nổi nàng vừa nói chuyện vừa nổ máy xe đi về phía trước tôi ở trong bộ đội đã xem rất nhiều tiểu thuyết bên trong đó miêu tả những nghề rất đặc thù những người này bình thường chẳng làm việc gì cả công việc chủ yếu là du sơn ngoạn thủy khắp nơi đi loanh quanh người tục thoại muốn nói là đi nghiên cứu địa chất nhưng khi nhìn chúng mục tiêu buổi tối sẽ len lén đi đào bảo nếu như vận khí tốt một đêm có thể là kiếm được rất nhiều tài bảo chất đống tôi cảm thấy anh giống như vậy đó à tôi hiểu ý của cô ý cô nói là đạo mộ đúng không ai à, cái, cái lời dân gian vẫn nói là đạo đấu đúng không lô tiểu bác mỉm cười Chăm một điếu thuốc đáng tiếc là cô lầm rồi con người của tôi cho tới bây giờ Cũng không làm cái sự tình thương thiên hại lý như vậy đâu Vậy anh làm gì? Bảo bối kia là từ đâu? Kim Yến tò mò Những thứ này cô không cần hỏi nhiều Tóm lại những bảo bối đó cũng là của cô rồi Ngoài ra Những tài bảo này ai, Muốn cô làm giúp sự tình gì Cô yên tâm Tôi sẽ không bắt cô làm đâu Sự tình tôi muốn làm Cũng chính là bản lĩnh của cô đó Làm vệ sĩ Lần này người cô muốn bảo vệ phải là một cô bé Là một tiểu cô nương chỉ có mười mấy tuổi thôi Cô bảo vệ nàng cho đến khi tôi quay về mới thôi Hơn nữa Trong khoảng thời gian này cô phải đảm bảo an toàn cho nàng Nếu như nàng xảy ra ý muốn Cô phải lấy cái chết để tạo tội đó Nếu như tôi không đồng ý thì sao Nàng nhìn Lô Tiểu Bắc cau mày Ờ, à, Vậy cô có thể thử Trong lúc Lô Tiểu Bắc đang nói chuyện Thì nghiêng đầu nhìn nàng Sau đó đưa tay sờ sờ lên súng của nàng đột nhiên xuất thủ nhanh như chớp đưa tay bóp cổ nàng động tác của nàng cũng rất nhanh hất tay lại một cái giữ chặt cổ tay của lô tiểu bắc vặn ngược ra đằng sau không thể không nói nàng rất là có sức dù sao cũng vẫn chỉ là đàn bà lô tiểu bắc rụt tay thuận theo nắm một chuỗi chìa khóa trong tay giơ lên trước mặt tôi có thể tùy tiện để cho cô một chút mặt mũi bè bét đó tôi cảm thấy cái này thì so với chết còn lợi hại hơn người, người người là cái độ không biết sống chết kim yến khi đang nói chuyện cười lạnh đem cất súng đi sau đó vẫy vẫy tay với lô tiểu bắc anh thật là kỳ quái đúng tôi chưa bao giờ gặp một người kỳ quái như anh được rồi đằng nào bây giờ tôi cũng không có việc gì làm có lẽ nói sự tình hợp tác một chút phải biết mặc dù tôi không lấy cái chết tạ tội đâu nhưng đã cầm tiền thì phải nhận lời với người ta tôi tuyệt đối sẽ không có làm láo tóm lại là tôi sẽ cố gắng bảo vệ người được sao vậy cũng tốt lô tiểu bắc nhìn nàng tùy tiện nói sự tình tiền thuê hẳn là tôi đã không cần nói nhiều cô đã nhận tiền nói thẳng ra dùng số tiền này thuê cô làm bảo tiêu cả đời cũng đủ bất quá bây giờ tôi cũng không cần nhiều như vậy cô cứ làm theo như tôi nói là được dĩ nhiên chờ đến khi người được giám hộ kia xuất hiện thì cô có làm bộ là không có lấy tiền đến lúc đó hẳn sẽ họ sẽ tiếp tục trả lương cho cô đó được rồi nói một chút tình huống đi là một cô bé tên là tống tiểu linh hơn mười tuổi cha chính là đại quan thị ủy là người rất chính trực nói tóm lại cô yên tâm công việc này cô làm sẽ không có gì tối tăm cả cũng không có thế lực hắc ám nào làm khó dễ cô cô cứ làm tốt nhiệm vụ bảo tiêu là được dĩ nhiên cô phải đề phòng một người không ai khác chính là mẹ ghẻ của nàng mẹ ghẻ kim yến ngạc nhiên tình huống bên trong rất phức tạp tóm lại tôi muốn nói với cô biết người mẹ ghẻ này dùng những thủ đoạn mà cô không tưởng tượng nổi muốn tổn thương tiểu linh cho nên cô luôn luôn phải ở chung một chỗ với tiểu linh ngàn vạn lần cẩn thận xem ra phức tạp bất quá anh yên tâm tôi sẽ cố gắng đó. Tốt lắm Vậy cô trực tiếp Đi đến Tây Hà Sơn đi Buổi tối tôi sẽ dẫn cô đi gặp nàng Ngoài ra hôm nay Là thời gian quan trọng Đến lúc đó cô đi theo tôi Chú ý xem tình hình mà làm Được Xem ra anh đúng là không đơn giản Tôi cảm thấy anh cũng rất giống một một đặc vụ đó Ai, Sau này từ từ sẽ biết Lô Tiểu Bắc không nói gì nữa Lại nghĩ đến cảnh tượng gặp Tiết Hồng Nhắc tới hắn cũng không muốn đem linh căn trả lại cho tiết hồng bởi vì như vậy sẽ để cho tiết hồng tiếp tục là lâm vào trong hắc ám mà hại người tống tiểu linh tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của tiết hồng sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng hại chết thế nhưng nếu như không giao linh căn thì rất có thể làm sao mà lấy lại được tống tiểu linh suy nghĩ một hồi lâu lô tiểu bác cảm thấy phải lợi dụng kim yến này thật tốt mới được dù sao có kim yến đối với tiết hồng mà nói cũng là một việc ngoài ý muốn mà việc ngoài ý muốn thì người ta ứng phó không kịp nghĩ tới đây lô tiểu bắc liếc sang nhìn kim yến sau đó bảo nàng tiếp tục lái xe về thị khu hai người thảo luận một chút sẽ tìm ra biện pháp nào giải quyết vấn đề hay không điều làm cho lô tiểu bắc bất ngờ sau khi nghe lô tiểu bắc kể xong sự tình kim yến nói cái này dễ rồi không nên đem sự tình làm quá lên nói cho anh biết mẹ ghẻ của cô bé kia có thể không phải là người bình thường là người có lực lượng hắc ám nó không chừng anh còn chưa đến gần bà ta cũng đã bị bà ta giết chết vậy tôi hỏi anh nếu những người nắm giữ lực lượng hắc ám tại sao bọn họ vẫn sống ở trong trạng thái bí mật là người thường không dám bước ra ánh sáng theo đạo lý bọn họ mang những siêu năng lực như vậy thì hẳn là có thể tùy tiện khống chế những quan chức quyền cao chức trọng rồi mưu lấy lợi tại sao không dám làm lời của kim yến nói làm cho lô tiểu Bác suy nghĩ cuối cùng có thể giải thích là những người vị quan kia quá cứng rắn là trời sinh có hữu phúc cao chiếu người bình thường căn bản là không thể nào lay chuyển anh làm rồi kim yến nói thật ra thì cũng là người bình thường thôi cái này tôi rõ nhất bởi vì trước đây tôi cũng đã từng làm công việc tương tự nhiều lần gặp được những lực hực lượng hắc ám như anh nói đó anh biết lúc đó bọn tôi đối xử như thế nào không? Như thế nào? Là điện côn. Là điện côn năng lượng cao thế đó. Trong nháy mắt có thể phóng ra nguồn điện 3.000V. Điện thế này thậm chí có thể dễ dàng đánh gục một con trâu nữa. Kim Yến nói. Khi đó chúng tôi không cần mang súng. Cũng không cần mang theo cả dao. Chỉ cần mang theo cái rủi cui điện. Bởi vì đối với đồ vật hữu hình cũng có hiệu quả phòng bị quả đấm cũng đối phó được. Đối với đồ vật vô hình, chỉ dựa vào rùi quy điện này chiếu. Tôi nhớ được, có một đồng nghiệp cùng tôi tuần tra, buổi tối nhìn thấy một cái bóng màu trắng lóe lên trước mặt. Lúc ấy cũng nhận ra là đồ vật không sạch sẽ. liền dùng rùi quy điện, chiếu về xung quanh lung tung lên một trận. Cũng không có phát hiện chuyện gì. Sau đó là yên bình trôi qua đó. Một lần khác, một đứa bé điên điên khùng khùng bị quỷ nhập. Bị tôi dùng dù quy điện dí ngất Đến lúc tỉnh lại thì bình thường không có điên nữa Một số sự tình này căn bản là chúng tôi Cũng đã đặt đưa đến một nhận thức Đối với những đồ vật vô hình Là sử dụng phương pháp rồi quy điện Lời Kim Yến nói Làm cho Lô Tiểu Bác quả nhiên Là mở mang tầm mắt Lúc ấy hắn giật mình Nàng nói không sai Tất cả ngưu quỷ xà thần Đều chịu khắc tinh chính là lôi điện Phải biết Trung Quốc từ cổ đại cho đến tận bây giờ đều nói đến một loại khái niệm là độ kiếp là tinh quái tu luyện đến một trình độ nhất định trên trời sẽ hàng xuống lôi điện khẳng định là căn nguyên mà tất vạn vật đều sợ hãi không nghĩ đến cao thủ dân gian trước đây bình thường đối đãi những với những cái thứ siêu hình này là đôi lúc còn phải bất lực bây giờ nhìn lại tất cả đều là ngu ngốc không bằng một người của khoa học hiện đại tính toán Vậy cô định giúp như thế nào đây? Hiện tại trang bị trong tay tôi cũng không có nhiều Chỉ là súng thuốc mê và dùi cui điện Nhưng bất quá như vậy tôi cảm thấy cũng đủ Kim Yến vừa nói Từ trong túi móc ra một cây dùi cui điện to bằng cái đèn pin Ấn một cái Lập tức phóng ra tê lửa đồm đốp Uy lực này tương đối nhỏ Luồng điện kéo dài khoảng 3 giây choáng váng Nhưng chỉ cần bị điện giật Trong nháy mắt sẽ mất đi năng lực hành động Đến lúc đó nếu như mà người mẹ ghẻ kia lại gần Tôi khẳng định là có biện pháp chế phục À Vậy thì trông cậy cả vào cô đó Lô Tiểu Bắc nhìn nàng Trong lòng tràn đầy hưng phấn Yên tâm đi Ai đã thanh toán cho tôi Thì chắc chắn là tôi sẽ giúp đó Nhưng tôi chỉ thắc mắc Là ai trả cho anh nhiều như vậy Ai à, được rồi Bầu không khí cũng đã dịu xuống Lô Tiểu Bắc cũng không có lo lắng liền nói với nàng một vài việc liên quan Dựa theo cách nói thì bây giờ nàng đang lăn lộn ở Nam Kinh một mình cũng không có công việc cố định thuê phòng xe thì chính là xe mà ông chủ lúc trước tặng cho nàng nàng nhận xe nhưng cũng không cho để cho ông chủ giàu có ngủ với nàng mà thậm chí còn đem lão tà phế đi cho nên thù hận mới thành sâu như vậy để cho nàng trốn trù trốn lủi như vậy ai cô đó như vậy cũng không có nghĩa khí đã không cho người ta ngủ cùng mình Lại còn lấy đồ của người ta Thật ra là là tôi muốn nhắm mắt Đưa chân theo hắn đó. Nào ngờ Hắn cởi quần áo ra tôi không có nhịn được Anh biết không thân thể kia giống như là con lợn đó. Thậm chí còn chán ghét hơn cả con lợn Cho nên Mặc kệ Kim Yến nói Ai Cái việc này cũng rất là phức tạp Rất là khó nói đó Đâu có phải là ai đẹp trai như tôi đâu Kim Yến vừa nói chuyện, vừa lấy ra một cái ví da nhỏ. "Vừa rồi, anh tặng cho tôi tiền bạc đều ở trong đây đó. Theo giá cả bình thường anh đưa tiền đi, tôi không cần nhiều như vậy đâu. Nhiều như vậy đối với tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi bây giờ chỉ cần là sống yên ổn qua ngày thôi." "À, tôi lấy một cái thẻ ở đây thôi." Lô Tiểu Bác cầm lấy một tấm thẻ, còn lại một loạt thẻ mà Kim Yến đã đổi thành tiền lúc nãy đều đưa lại cho nàng. "Vậy được." nàng gật đầu trong lòng hiếu kỳ này anh nói anh không phải là người trộm mộ vậy những bảo bối này từ đâu là bí mật đó nói tóm lại an toàn là được vậy cũng được nhìn anh dáng vẻ rất thần bí tôi cũng không hỏi nhiều nữa tóm lại ai làm việc của người đó lô tiểu bắc gật đầu không bao lâu sau bọn họ đã chạy đến gần nhà của tống tiểu linh đến đây lô tiểu bắc bảo kim yến dừng xe bọn họ lặng lẽ mò qua tường Đến gần cả gian phòng của Tống Tiểu Linh Hắn quay lại nói với Kim Yến Nếu như tôi tính toán không sai Người đàn bà kia chắc vẫn còn đang ở trong phòng Cô có chắc chắn Là lẻn vào sau đó chế phục nàng không Điều kiện quan trọng Là không được để cho nàng tổn thương đến Tống Tiểu Linh Dĩ nhiên Tôi cảm thấy à, Là như là ăn trộm đó Cho dù là nàng phát hiện ra cô Cũng sẽ không tổn thương đến Tống Tiểu Linh Cái này không thành vấn đề Là sở trường của tôi đâu Kim Yến vừa nói Liền sau đó Đem côn điện và súng thuốc mê giấu đi Chuẩn bị leo tường Thấy hành động của nàng Lô Tiểu Bắc cao mày Này cô không sợ quỷ đấy hả à? Phải biết Thứ ở bên trong phòng kia Cũng không phải là thứ đơn giản đâu Mê tín Kim Yến hoàn toàn không coi lời của Lô Tiểu Bắc ra gì Sau đó rất nhanh Bằng một động tác chuyên nghiệp Nhảy tường mà vào Sau khi nàng đi vào nhìn trái nhìn phải Lô Tiểu Bắc cũng bắt trước nàng nhảy qua tường vào. Bọn họ đi đến tiểu viện của Tống Tiểu Linh. Lại tiếp tục nhảy qua một bức tường nữa, mò tới sau nhà của nàng. Đến đây, Lô Tiểu Bắc cũng không có dám phát ra âm thanh tùy tiện là dùng dấu tay nói với Kim Yến cửa phòng ở phía trước. Vừa mới nói, Kim Yến căn bản là không thèm nhìn, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nhỏ. Cả người của nàng giống như con thằn lằn, dọc theo vách tường mà leo lên chui qua ô cửa nhỏ lô tiểu bắc trợn mắt há mồm chỉ có thể ngồi đó mà đợi sự tình đã vượt qua tầm khống chế lặng lẽ chờ đợi vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua cửa ngoài phòng của tống tiểu linh áp lỗ tai vào cửa mà nghe tình huống ở bên trong kết quả vừa áp tai vào cửa ở trong phòng cửa mở ra lô tiểu bắc thấy tiết hồng đang đứng ở đó cười lạnh nhìn mình ở trên mặt đất kim yến bị trói gô nằm đó trên miệng còn bị nhét vải lô tiểu bắc bất ngờ kim miến lại bị hạ gục nhanh như vậy hơn nữa còn không phát ra một âm thanh gì đi vào đi hẳn là mang đồ đến chứ tiết hồng vừa nói chuyện vừa xoay người vào trong vừa móc điện thoại di động tiểu lý dọc theo con đường đi về phía đông một chút thấy một chiếc xe con màu đỏ biển số xe là sáu bảy tám tám ờ bên trong có một cái ví ra cầm đến đây sáu bảy tám ví ra lúc ấy nghe nói như vậy trong lòng lô tiểu bắc trầm xuống đây chính là cái ví ra ẩn giấu vàng bạc tài bảo và thẻ vậy làm sao tiết hồng biết những thứ này hắn đang vô cùng bối rối kinh ngạc nhìn vào trong nhà vừa nhìn thì phát hiện tống tiểu linh đang nằm ở trên giường mới yên tâm lô tiểu bắc nhìn tiết hồng nói đồ vật có thể cho ngươi bất quá ngươi phải đảm bảo sau này không được phép làm tổn thương tiểu linh <laughs> ta cần gì phải đảm bảo với ngươi tiểu nha đầu này cũng rất không được người ta ưa thích nếu như nàng chọc ta không vui ta không khách khí đâu tiết hồng ngồi xuống bàn châm một điếu thuốc sau đó ném cho lô tiểu bác một điếu lô tiểu bác cũng bắt đầu hút thuốc sau đó quyết tâm đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng vừa hút thuốc vừa móc từ trong túi ra cái hộp chứa linh căn đặt lên bàn ta nghe nói vô nữ rất lợi hại có nhiều pháp thuật phi thường ngươi nghĩ xem Tiết Hồng cười lạnh Là người muốn đấu pháp với ta Tùy người nghĩ Bà ván tháng hai. Được Tiết Hồng gật đầu Nếu như ta thua Ta đảm bảo sau này sẽ không tổn thương đến tiểu nha đầu kia Chẳng qua Nếu như người thua Không những người phải trả lại linh căn Hơn nữa Còn phải đem đồ của người cho ta Đừng tưởng rằng Người có thân thể nguyên dương 20 năm Ta không nhìn ra à, Được rồi người nói đi Tỉ thí như thế nào Muốn đấu văn hay là đấu võ Lô Tiểu Bác nuốt nước bọt Trong lòng nghĩ Còn mẹ nó chứ Tại sao bất kỳ người đàn bà nào Dính dáng đến huyền môn này Lại cứ để mắt đến Cái thân thể nguyên dương của mình vậy Không lẽ thằng em của mình Nó lại có giá như vậy hay sao Hết chương 232 hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh youtube đọc truyện đêm khuya. Nếu như các bạn thấy ở trên những website hay trên những ứng dụng điện thoại thì đó là của cái tên ăn cắp mà ai cũng biết đó là ai. Hãy giúp bà Tũng report hệ thống đó.